Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2023, phiên họp chính phủ tháng 7 về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, chính phủ thống nhất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75. Chính phủ thống nhất về việc cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Chính phủ thống nhất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính phủ nhận định nội dung dự thảo luật cơ bản đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong điều kiện mới, khắc phục nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành luật. Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ, hoàn thiện nội dung dự thảo luật theo hướng tiếp tục tổng kết quy định pháp luật liên quan và tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn. Chính phủ cũng cho rằng vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế xã hội nên có thể đưa ra hai phương án để xin ý kiến Quốc hội. Đặc biệt cần thể hiện quan điểm, căn cứ để lựa chọn phương án cụ thể và nghiên cứu quy định các biện pháp thiết thực hỗ trợ, khuyến khích người lao động tự nguyện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội cần tổng hợp hai phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó thể hiện rõ về phương án được lựa chọn, xác định tổng mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội cụ thể của mỗi phương án trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.